Con nào mà quên chốt có lấy lên được không? Quên chốt kia có lấy lên được không? Hai hôm nữa xong được không? Hôm nay là phải xong rồi. Hôm nay xong á? Ờ, thì mai anh cho quân đến mà. Quân anh làm gì ở đây? Anh mỏng xây à? Hôm nay bắt bụng xong. À. Không sao không nghỉ. Khoang cả tối à? Vâng. Hôm qua hôm qua hôm rồi em làm ít nên tối qua làm mấy giờ? Tối qua bọn em làm đến 6 rưỡi. Thì nghỉ được 2 tiếng lại về, lại đẩy cọc vào đây. À. 8 giờ hơn là phải đẩy cọc vào đây.